tấn từ phù Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2560. Vào giờ này nơi lễ đài chúng con đã được trang nghiêm như pháp, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đài, đức tăng tôn đức ni hoan hỷ quang lâm về nơi lễ đài để chứng minh buổi lễ thức sáng hôm nay thành kính cung thỉnh A Di Đà Phật. Ban công minh cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đài, đức tăng quang lâm lễ đài, ban chúng cổ cử cho ba hồi chuyên tánh bát nhã. Quý nam nữ Phật tử, chúng ta đồng đứng hai hàng chắp tay trang nghiêm để cung thỉnh chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đài, đức tăng ni quang lâm về nơi lễ đài để chứng minh buổi lễ A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng Thích Lệ Linh. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Huệ. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Hương. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Tứ. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Bàn. Chúng con thành kính tôn thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thông sẽ an được y tên hàng ghế chứng minh trên lễ đài. Và chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thượng tọa đài, đức tăng chư tôn đức ni sẽ an tọa nơi giải bàn. Ba tổ chức chúng con đã an trí phía dưới lễ đài và kính mời toàn thể quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp chúng ta cũng an tọa nơi giải bàn mà ban chủ tổ chức chúng tôi đã sắp xếp. Kính mời toàn thể quý nam nữ Phật tử, chúng ta sẽ vào bên trong nơi sân lễ đài cùng an toàn. Sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre, chúng con thành kính cung thỉnh
Phật giáo Việt Nam, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Tâm Huệ, trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Hương, chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Lách. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Trí, trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Lách, trưởng ban tổ chức. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Giác Đàn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Lách, phó ban tổ chức. Chúng con thành tâm tôn kính được giới thiệu Hòa thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thông, thành viên Ban Nghi lễ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con sẽ được tôn kính giới thiệu Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Minh Phong, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỏ Cày Bắc. Chúng con xin được tôn kính giới thiệu Đại đức Thích Giác Độ Quỷ Viên, Ban Tổng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con xin được xin quỷ viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bến Tre. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sư cô Thích Nữ Như Phước, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Chợ Lách, phó ban tổ chức. Thank you.
tự của mình nhập vào luồng tư tưởng đại từ đại bi của Đức Phật để cầu nguyện cho tổ quốc vinh quang, nhân dân an lạc và đạo pháp trường tồn. Tưởng niệm công đức của các bậc tiền bối hữu công của giáo hội, anh linh của chư thánh tượng đạo đã hy sinh cho sự sống còn của đạo pháp, của các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì đại nghĩa dân tộc. Chúng con xin tôn thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni và mời toàn thể đạo tràng hãy lắng đọng tâm tư dành một phút nhập từ bi quán. Phút nhập từ bi quán bắt đầu. Đã trôi qua, chúng con xin tôn thỉnh toàn thể đạo tràng đồng an toàn. Xin tri ân quý hiệp vị và xin mời các ông bà chúng ta trở về an toàn nơi hàng ghế của mình. Thưa Phật, trong giờ phút cử hành lễ thánh đản để cho buổi lễ hôm nay được trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng đại đức tăng ni cùng toàn thể đạo tràng chúng ta sẽ khởi thân đứng lên để cử hành nghi thức thánh đản. Để cho buổi lễ hôm nay được trang nghiêm và thập phần viên mãn, chúng con thành tâm đê đầu bái thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Minh, hòa thượng đạo hiệu Thích Nghiệp Tấn, hòa thượng đạo hiệu Thích Lễ Linh, hòa thượng đạo hiệu Thích Tâm Huệ, hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Thương, hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Trí, hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Vàng, hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Thông Sẵn Niêm Hương. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Sương Đạo Đương Vi Duy Na. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Thích Liễu Hạnh Đương Vi Diệt Chúng. Kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng hướng về tôn dung của đức tổ phụ Thích Ca Mâu Ni để cử hành lễ thánh đản ban chung cổ cử cho bảo hồi chung tấm bát nhã. Nhất tâm phục thỉnh mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quan giám đạo tràng chứng minh Phật sự. Nơi cõi trời xuống đa thiên thế Bồ Tát
ứng thời tốt cái thần tượng ứng phó trần gian. Tại cung vô tình phạm ma gia phu nhân cám mong lành bản thánh thai quang lâm phạm thế. Vui mừng thái quá đàm đã nâng sông núi quảng ca thiên long trói nhạc các trời đại quang chính trong phụng nữ.